Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn cho các bạn cách làm video đập di chuyển theo nhạc nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy hai cái video mình vừa demo đấy các bạn. Các bạn thấy ở trên TikTok có rất là nhiều cái video các bạn làm rất là đẹp nhé. Đây các bạn có thể thấy bạn này rất là xinh gái đúng không các bạn. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách làm video giống như này nha các bạn nhé. Rồi ok, điều đầu tiên chúng ta bật ứng dụng CapCut lên nha các bạn nhé. Và chúng ta thêm một cái dự án mới này các bạn này. Ở đây chúng ta chọn cái hình ảnh của các bạn. Ở đây hình ảnh của mình rất là nhiều cái hình ảnh khung cảnh nha các bạn nhé. Bây giờ mình cứ chọn tầm khoảng 15 cái ảnh nha các bạn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mình chọn 18 cái ảnh nha các bạn này. Ok, ảnh như này cho các bạn nhé. Bây giờ mình lấy nhạc vào các bạn. Lấy nhạc vào thì các bạn có hai cách. Thứ nhất, đó là chúng ta chọn âm thanh các bạn này. Rồi nếu các bạn chọn video từ một cái video có sẵn mà có nhạc các bạn thì chúng ta chọn đã trích xuất nhá. Và chúng ta chọn một cái video có nhạc ở trong đấy thì nó chỉ lấy đoạn nhạc thôi. Ở đây mình có một cái file sẵn này các bạn. Thì mình chúng ta vào tệp này. Mình vào cái đoạn nhạc nha các bạn nhá. Rồi mình chia sẻ vào cái ứng dụng CapCut. Rồi chúng ta import thì ngay lập tức nó vào. Đấy, ngay lập tức nó vào. Rồi bước tiếp theo các bạn này. Bây giờ chúng ta xem thử qua nhé các bạn nhé. Vẫn chưa có cái hiệu ứng đúng các bạn. Bây giờ chúng ta bật beat lên nhé các bạn nhé. Chúng ta bấm chọn cái âm thanh này các bạn này. Chúng ta bấm khớp nhé. Và chúng ta bấm thêm nhịp nha các bạn này. Chúng ta khi nào bấm play và bấm nghe cái đoạn nó cao rào ấy các bạn thì chúng ta bấm thêm nhịp nhá. Rồi, mình lấy nó không chuẩn này các bạn. Ví dụ các bạn lấy từ đầu nhá thì chúng ta bấm thêm nhịp này. Ở đây bấm thêm một nhịp nữa nha các bạn nhá. Ở đây bấm thêm một nhịp này. Rồi ở đây bấm thêm một nhịp nha các bạn nhá. Ở đây thừa nhịp các bạn. Các bạn có thể thấy ở màu vàng là nó to hơn đúng không? Chúng ta bấm xóa nhịp này. Đây bấm xóa nhịp nha các bạn nhá. Bởi vì cái điện thoại của mình nó cảm ứng nó không nhạy lắm các bạn. Đây ở đây thì chúng ta bấm thêm nhịp này. Chúng ta thêm nha. Rồi ở đây mình thêm một cái nhịp nữa các bạn. Rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta bấm các bạn này. Chúng ta bấm tích V nhá. Rồi khi nào chúng ta chọn cái nốt vàng này các bạn này. Chấm điểm vàng này các bạn. Rồi chúng ta chọn cái hình ảnh. Chúng ta cho nó nhỏ vào nhá. Đây tiếp tục như thế. Xích vào. Tiếp tục các bạn. Rồi khi nào có nốt vàng chúng ta cho ảnh vào nha các bạn nha, cho nó sát. Cái này các bạn làm hơi tỉ mỉ một chút đúng không? Đây còn 3 nốt chúng ta có thể thêm 3 cái ảnh vào nha các bạn nha. Rồi chúng ta thêm vào cho nó đủ. Chúng ta chọn từng ảnh một nhé. Để chúng ta chọn cái hiệu ứng các bạn. Cái hiệu ứng đầu tiên chúng ta chọn cái hiệu ứng động này. Các bạn này chọn kết hợp nhé. Bắt đầu cái hình ảnh thứ hai nhé các bạn nhé. Chúng ta dùng hai ngón tay zoom ra để cho khoảng cách nó to ra. Chúng ta dễ chọn nhé các bạn nhé. Chúng ta chọn kết hợp này. Ở đây có rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau ấy các bạn.
thì mình chọn cái quay theo bên phải của các bạn này. Rồi tiếp tục chúng ta chọn gần cuối cùng của các bạn, quay sang bên trái này. Tiếp tục như thế, chúng ta cứ chọn phía bên tay phải, bên tay trái nhé các bạn nhé. Rồi sau đấy chúng ta xem kết quả nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong cái kênh của mình có rất là nhiều cái video mình chia sẻ cho các bạn cách làm video của TikTok các bạn. Thì mong các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.